Cô chào các con học sinh yêu quý. Để việc học trên truyền hình của chúng ta đạt hiệu quả, cô lưu ý các con một số điều sau. Các con hãy chuẩn bị đầy đủ sách vở, đồ dùng học tập. Ngồi học ngay ngắn, không ngồi quá gần tivi. Tập trung nghe giảng, chủ động ghi chép và thực hiện các nhiệm vụ của bài học. Các con đã sẵn sàng chưa nào? Chúng ta cùng bắt đầu vào bài học ngày hôm nay. Để bắt đầu tiết học, cô trò chúng mình cùng xem một đoạn clip nói về vẻ đẹp của đất nước Việt Nam mến yêu. Các con cùng chú ý đón xem nhé! Sau khi xem xong clip này, chắc hẳn mỗi bạn đều có những cảm xúc riêng phải không nào? Cô cũng rất ấn tượng với đoạn clip này. Dọc theo dải đất hình chữ S thân yêu, có biết bao cảnh đẹp vừa hùng vĩ vừa nên thơ. Những cánh đồng lúa chĩu hạt, những khu rừng xanh bạt ngàn, những bờ biển cát trắng phao phao. Một bức tranh thiên nhiên Việt Nam tươi tắn, tuyệt đẹp hiện ra trước mắt chúng ta. Vẻ đẹp của Việt Nam không chỉ thể hiện qua vẻ đẹp của thiên nhiên, mà còn thể hiện qua vẻ đẹp của ngoại hình, tâm hồn, tính cách của mỗi con người. Cái đẹp ấy tồn tại xung quanh chúng ta, làm cho cuộc sống của chúng ta tươi tắn và ý nghĩa hơn. Hôm nay, cô trò chúng mình cùng nhau mở rộng vốn từ về chủ điểm này qua bài học. Mở rộng vốn từ cái đẹp. Mời các con mở sách giáo khoa tiếng Việt lớp 4 tập 2 trang 40. Qua bài học này, cô mong muốn các con mở rộng, hệ thống hóa vốn từ, hiểu nghĩa các từ thuộc chủ điểm vẻ đẹp muôn màu. Biết sử dụng các từ để đặt câu, sao cho câu văn đúng ngữ pháp, từ ngữ sinh động, chân thật. Để đạt được mục tiêu đó, cô và các con sẽ cùng nhau thực hiện 3 bài tập trong sách giáo khoa. Ngay bây giờ, chúng ta sẽ đến với bài tập đầu tiên, bài 1. Bài 1 yêu cầu tìm các từ A. Thể hiện vẻ đẹp bên ngoài của con người, mẫu, xinh đẹp. Đầu tiên, cô sẽ hướng dẫn các con tìm hiểu thế nào là vẻ đẹp bên ngoài. Vẻ đẹp bên ngoài là vẻ đẹp thể hiện qua hình dáng, cử chỉ, nét mặt, ánh mắt, nụ cười, giọng nói. Dễ cảm nhận được bằng thị giác, thính giác. Vẻ đẹp đó có thể là của người con gái, của chàng trai, của cụ già, của một em bé, vân vân. Quan sát các bức ảnh sau, các con thấy vẻ đẹp bên ngoài của những nhân vật trong ảnh như thế nào? Cô gái này có khuôn mặt như thế nào? Chúng ta có thể dùng từ xinh đẹp để chỉ vẻ đẹp trên nét mặt của cô gái. Còn chàng trai này, vẻ ngoài của anh ấy ra sao? Để miêu tả người con trai có diện mạo bên ngoài đẹp, chúng ta có thể sử dụng từ đẹp trai. Còn bà cụ này, nét mặt của bà cụ có điểm gì nổi bật? Chúng ta sẽ dùng từ phúc hậu để nói vẻ đẹp bên ngoài của một bà cụ, trông hiền từ và tốt bụng. Còn em bé này, các con thấy thế nào? À, có lẽ vẻ dễ thương của em bé đã thu hút sự chú ý của rất nhiều bạn, phải không nào? Như vậy, để diễn tả vẻ đẹp trên khuôn mặt của những người khác nhau, cô đã dùng rất nhiều từ không giống nhau. Cô có các từ xinh đẹp, đẹp trai, phúc hậu, dễ thương là những từ chỉ vẻ đẹp bên ngoài của con người đấy các con ạ. Bây giờ các con hãy thực hiện yêu cầu A của bài tập 1 nào. Chúng mình hãy cùng chú ý lên màn hình và theo dõi những từ cô tìm được. Nếu chúng mình chưa có thì hãy bổ sung thêm nhé. Với từng đối tượng cụ thể,
ta có thể dùng các từ khác nhau. Chẳng hạn, với vẻ đẹp bên ngoài của một cô gái, chúng ta có thể dùng các từ xinh đẹp, yểu điệu, thướt tha, duyên dáng, lộng lẫy. Để tả vẻ đẹp bên ngoài của một chàng trai thì ta có thể sử dụng các từ đẹp trai, vạm vỡ, nam tính, khôi ngô. Với một cụ già, chúng ta có thể sử dụng các từ như đối với một cô gái và một chàng trai không? Với vẻ đẹp bên ngoài của một cụ già thì chúng ta nên lựa chọn những từ sau thì sẽ hợp lý hơn. Phúc hậu, hiền từ, đẹp lão. Còn với em bé, chúng mình sẽ sử dụng những từ gì thì phù hợp? Để miêu tả vẻ bên ngoài của một em bé, các con có thể sử dụng các từ dễ thương, mũm mĩm, đáng yêu, ngộ nghĩnh. Trong các từ này, cô sẽ làm rõ nghĩa của từ vạm vỡ. Vạm vỡ là từ chỉ vẻ ngoài của một người có thân hình to lớn, nở nang, rắn chắc, trông rất khỏe mạnh. Từ này thường chỉ người đàn ông. Các con hãy quan sát hình ảnh của chàng trai này. Chắc hẳn những ai hâm mộ đội tuyển bóng đá quốc gia Việt Nam thì sẽ không thể quên tên tuổi của chàng cầu thủ này phải không nào? Đó chính là thủ môn Đặng Văn Lâm. Cậu ấy được đánh giá là người có thân hình vạm vỡ, thể lực khỏe mạnh, chẳng kém gì các cầu thủ nước ngoài. Chính điều đó cùng lối chơi hấp dẫn đã giúp cậu góp mặt trong câu lạc bộ bóng đá nước ngoài đấy các con ạ. Như vậy, qua phần A bài tập 1 chúng ta thấy có rất nhiều từ ngữ thể hiện vẻ đẹp bên ngoài của con người. Trong cuộc sống, vẻ đẹp bên ngoài dễ nhận thấy qua gặp gỡ, giao tiếp, quan sát. Tùy vào đối tượng và mục đích nói, chúng ta sẽ sử dụng, lựa chọn các từ sao cho phù hợp. Còn nét đẹp trong tâm hồn và tính cách của con người thì sao? Chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu ở phần B bài tập 1. Phần B yêu cầu tìm các từ thể hiện nét đẹp trong tâm hồn, tính cách của con người, mẫu, thủy mị. Nét đẹp trong tâm hồn, tính cách là nét đẹp nội tâm, được thể hiện qua cách cư xử, những việc làm tích cực, qua kiến thức của bản thân tạo nên giá trị tốt đẹp của mỗi người. Nhìn bức tranh này, chắc hẳn các bạn đều nhận ra đây là câu chuyện Tấm Cám mà chúng ta đã được nghe kể. Nhân vật Tấm trong câu chuyện là một người rất thủy mị. Thủy mị có nghĩa là dịu dàng, hiền hậu, nết na. Từ ngữ này thường dùng để chỉ nét đẹp của người con gái. Cô có từ thủy mị là từ chỉ nét đẹp trong tâm hồn tính cách của con người. Đây là câu chuyện ba lưỡi diều chúng ta đã được nghe kể từ các tiết kể chuyện trước rồi phải không nào? Các con thấy chàng trai trong câu chuyện là người như thế nào? Chàng trai là một người rất thật thà phải không nào? Cả hai lần đầu, mặc dù được ông cụ vớt cho chiếc diều bằng vàng và bằng bạc, nhưng chàng trai khăng khăng không nhận đó là diều của mình, cho đến khi nhận được chiếc diều bằng đồng. Vậy từ thật thà là từ chỉ nét đẹp trong tâm hồn tính cách của con người. Để tìm những từ ngữ chỉ vẻ đẹp trong tâm hồn tính cách của con người, các con có thể nhớ đến những chủ điểm mà mình đã được học trong môn tiếng Việt từ kỳ 1 đến giờ. Đó sẽ là gợi ý cho các con tìm được những từ ngữ phù hợp. Cô sẽ giúp chúng mình nhớ lại nhé. Ở chủ điểm thương người như thể thương thân, chúng ta được biết đến những nhân vật có tính nhân hậu, đoàn kết. Trong chủ điểm măng mọc thẳng, chúng ta được kể về những người có tính trung thực, tự trọng. Ở chủ điểm có chí thì nên, chúng ta được biết đến những nhân vật giàu ý chí, nghị lực. Cô tin rằng khi nhớ lại những chủ điểm này, chúng mình sẽ tìm được rất nhiều từ ngữ chỉ vẻ đẹp, tâm hồn, tính cách của con người đấy. Ngoài ra, để tìm các từ ngữ chỉ vẻ đẹp, tâm hồn, tính cách của con người, các con cũng có thể nhớ đến những đức tính tốt đẹp của người thân, bạn bè xung quanh chúng mình để tìm những từ ngữ sao cho phù hợp. Dựa vào gợi ý đó, các con hãy thực hiện yêu cầu B của bài tập 1 nào. Nào, các con hãy cùng nhìn lên màn hình và kiểm tra xem phương án mình đưa ra đã chính xác chưa nhé. Một số từ chỉ nét đẹp trong tâm hồn tính cách con người nói chung và phù hợp với nhiều đối tượng, chúng ta có thể sử dụng các từ nhân hậu, chân thành, lịch sự, lễ phép, tử tế, cởi mở, thông minh, nhanh nhẹn, dũng cảm, thẳng thắn, vân vân. Với phái nữ,
có một số từ đặc trưng để thể hiện nét đẹp trong tâm hồn tính cách như thùy mị, hiền dịu, đằm thắm, nết na, dịu dàng, khéo léo, vân vân. Còn với phái nam, chúng ta có thể sử dụng một số từ đặc trưng để thể hiện vẻ đẹp của phái mạnh, đó là cương trực, ga lăng, khảng khái, vân vân. Từ nào chưa hiểu nghĩa, các con sẽ dùng từ điển để tra rõ nghĩa hơn nhé. Các con ạ, vẻ đẹp bên ngoài rất quan trọng, nhưng vẻ đẹp trong tâm hồn và tính cách thì còn quan trọng hơn. Vẻ đẹp trong tâm hồn tính cách thể hiện qua mỗi hành động đẹp, mỗi lời nói hay, mỗi việc làm tốt, thể hiện qua kiến thức của bản thân, qua cách cư xử với những người xung quanh. Đó chính là giá trị đích thực của mỗi người. Vẻ đẹp đó không phải tự nhiên mà có các con ạ, mà nó phải trải qua quá trình trau dồi từ sách vở và cuộc sống. Chúng mình hãy cố gắng tạo ra nét đẹp trong tâm hồn tính cách của chính mình các con nhé. Như vậy, qua bài tập số 1, chúng ta đã được tìm và hiểu nghĩa của rất nhiều từ ngữ chỉ vẻ đẹp bên ngoài và vẻ đẹp trong tâm hồn tính cách của mỗi người. Vậy, vẻ đẹp của thiên nhiên như thế nào? Chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu ở bài tập số 2. Vẻ đẹp của thiên nhiên cảnh vật luôn làm say mê lòng người và thu hút ánh nhìn phải không nào? Thiên nhiên chính là những gì xung quanh chúng ta mà không phải do con người tạo ra, còn cảnh vật là cảnh thiên nhiên xung quanh chúng ta. Khi miêu tả vẻ đẹp của thiên nhiên cảnh vật, các con có thể chú ý đến đặc điểm về màu sắc, kích thước, đặc điểm của cảnh vật chủ đạo, vân vân, để tìm những từ ngữ sao cho phù hợp. Để giúp chúng mình dễ dàng thực hiện bài tập này, các con hãy tìm giúp cô những từ ngữ chỉ vẻ đẹp của thiên nhiên cảnh vật trong những bức ảnh dưới đây nhé. Bức ảnh số 1, chụp cảnh núi non Tây Bắc ở nước ta. Một bức ảnh thiên nhiên rộng lớn với các dãy núi trùng trùng điệp điệp. Vậy từ ngữ nào có thể sử dụng để miêu tả vẻ đẹp của bức ảnh này? Chúng ta có thể sử dụng từ hùng vĩ. Hùng vĩ có nghĩa là rộng lớn, gây ấn tượng. Bức ảnh số 2 là cảnh những tòa lâu đài được bao quanh là những vạt tuyết trắng. Một bức ảnh thiên nhiên rất tuyệt đẹp phải không nào? Vậy từ ngữ nào phù hợp để miêu tả vẻ đẹp của bức ảnh này? Chúng ta có thể sử dụng từ nguy nga. Nguy nga là từ thường dùng để chỉ những công trình kiến trúc to lớn, uy nghi, đẹp đẽ như lâu đài, cung điện. Bức ảnh số 3 chụp cảnh một ngôi nhà tranh vách nứa. Nhà tranh các con đã được biết nghĩa trong bài thơ Chợ Tết của nhà thơ Đoàn Văn Cừ trong những tiết học trước rồi phải không nào? Vậy từ ngữ nào có thể phù hợp để miêu tả vẻ đẹp của bức ảnh này? Từ đơn sơ là từ phù hợp với bức ảnh này phải không nào? Bây giờ cô sẽ mời các con cùng xem một đoạn clip. Các con hãy tìm từ ngữ phù hợp để miêu tả vẻ đẹp của thiên nhiên cảnh vật trong đoạn clip này nhé. Các con đã tìm được từ ngữ phù hợp để miêu tả vẻ đẹp của thiên nhiên cảnh vật trong đoạn clip chưa? Chúng ta có thể sử dụng từ yên bình đúng không nào? Cảnh làng quê với triền đê, con sông, cây gạo và những đàn trâu thung thăng gặm cỏ mang đến cho chúng ta cảm giác dễ chịu, yên bình đúng không nào? Các con ạ, vẻ đẹp của thiên nhiên có thể rất hùng vĩ, nguy nga, hoành tráng như bức ảnh số 1 và bức ảnh số 2. Nhưng cũng có thể rất đơn sơ, yên bình như bức ảnh số 3 và bức ảnh số 4. Qua phần tìm hiểu này, cô có các từ hùng vĩ, nguy nga, đơn sơ, yên bình là các từ chỉ vẻ đẹp của thiên nhiên, cảnh vật. Dựa vào các gợi ý của cô, các con hãy thực hiện yêu cầu phần A của bài tập 2 nào. Cùng theo dõi lên màn hình và xem phần đáp án của cô. Những từ chỉ vẻ đẹp của thiên nhiên cảnh vật, chúng ta đã tìm được các từ tươi đẹp, hùng vĩ, nguy nga, đơn sơ, yên bình. Các con cũng có thể bổ sung thêm các từ sặc sỡ, huy hoàng,
tráng lệ, xanh tươi, tươi mát, trong veo, vân vân. Như vậy, có rất nhiều từ thể hiện vẻ đẹp của thiên nhiên cảnh vật. Tùy vào hoàn cảnh, chúng ta sẽ sử dụng chúng sao cho phù hợp. Ngoài các từ cô vừa tìm được, các con có thể tìm thêm các từ khác để làm giàu vốn từ của mình các con nhé. Trong thực tế, có những từ vừa chỉ vẻ đẹp của thiên nhiên cảnh vật, vừa chỉ vẻ đẹp của con người. Và đó cũng chính là yêu cầu của phần B, bài tập số 2. B. Tìm các từ dùng để thể hiện vẻ đẹp của cả thiên nhiên, cảnh vật và con người, mẫu, xinh xắn. Có rất nhiều từ phù hợp với nội dung của phần B các con ạ. Ví dụ như từ mẫu xinh xắn, cô có thể nói: ở thân cây, mấy chồi non nhú lên thật xinh xắn. Cô cũng có thể nói: cô bé ấy có khuôn mặt rất xinh xắn, ưa nhìn. Như vậy, từ xinh xắn vừa là từ chỉ vẻ đẹp của thiên nhiên cảnh vật, vừa là từ chỉ vẻ đẹp của con người. Dựa vào gợi ý của cô, các con hãy thực hiện yêu cầu B của bài tập số 2 nào. Cùng đối chiếu lên màn hình và theo dõi phương án của cô. Trên màn hình của cô là hai bức ảnh. Một bức ảnh chụp cảnh bên trong của một tòa lâu đài với rất nhiều đồ dùng lóng lánh sang trọng. Và một bức ảnh chụp một cô gái trong bộ váy rất đẹp và hoành tráng. Chúng mình tinh ý hãy tìm xem từ nào có thể dùng chung cho vẻ đẹp của cả hai bức tranh này. À đúng rồi, chúng ta có thể sử dụng từ lộng lẫy. Lộng lẫy là từ dùng để chỉ vẻ đẹp rực rỡ, sang trọng. Cô có thể nói: khung cảnh bên trong lâu đài thật lộng lẫy. Hoặc cô cũng có thể nói: trong buổi trình diễn, cô ấy trông rất lộng lẫy. Từ lộng lẫy vừa dùng để chỉ vẻ đẹp của thiên nhiên, vừa dùng để chỉ vẻ đẹp của con người. Có bạn nào tìm được từ khác không? Chúng mình thử thay từ lộng lẫy bằng từ tuyệt đẹp xem có được không? Hoàn toàn hợp lý phải không nào? Như vậy, cùng một sự vật, các con có thể có cách cảm nhận và cách đánh giá không giống như bạn của mình. Hãy cứ mạnh dạn chia sẻ nhận xét của mình nhé. Miễn sao, từ các con dùng phù hợp với nội dung bức tranh là được. Còn ở hai bức ảnh này thì sao? Từ nào là từ phù hợp? Để ý đến hình dáng của các sự vật trong hai bức ảnh, chúng ta có thể thấy từ thướt tha là từ phù hợp sử dụng trong hai bức ảnh này. Cô có thể nói: những dạng liễu thướt tha soi bóng xuống mặt hồ. Hoặc cô cũng có thể nói: cô gái thướt tha trong tà áo dài hồng trẻ trung. Như vậy, từ thướt tha là từ vừa dùng để chỉ vẻ đẹp của thiên nhiên, vừa dùng để chỉ vẻ đẹp của con người. Tiếng Việt của chúng ta rất hay và phong phú phải không nào? Để làm cho thiên nhiên cảnh vật thêm sinh động, chúng ta đã dùng những từ ngữ chỉ vẻ đẹp của con người để chỉ vẻ đẹp của thiên nhiên cảnh vật. Các từ xinh xắn, lộng lẫy, thướt tha là những từ như thế. Ngoài ra, các con có thể tìm thêm những từ như xinh tươi, rực rỡ, mộc mạc. Qua bài tập số 1 và bài tập số 2, chúng ta đã được tìm và hiểu nghĩa của rất nhiều từ ngữ chỉ vẻ đẹp của thiên nhiên và vẻ đẹp của con người. Vậy hãy đặt chúng trong câu và tạo nên những câu văn thật hay các con nhé. Chúng ta cùng chuyển sang bài tập số 3. Bài 3 yêu cầu: đặt câu với một từ vừa tìm được ở bài tập số 1 hoặc bài tập số 2. Để thực hiện được yêu cầu bài tập này, các con hãy nhìn lại những từ mình đã tìm được ở bài tập số 1 và bài tập số 2. Hãy lưu ý khi đặt câu, chúng mình cần chú ý đến nghĩa của các từ, phân biệt hoàn cảnh đối tượng sử dụng cho phù hợp. Và các con hãy chú ý đến hình thức của câu, đầu câu viết hoa, cuối câu có dấu chấm. Nào, chúng mình hãy cùng nhau thực hiện yêu cầu của bài tập 3 nào. Cô có một số câu, chúng mình hãy cùng quan sát lên bảng và nhận xét. Câu thứ nhất: nụ cười của bà cụ thật đáng yêu. Trong câu này có từ ngữ nào sử dụng chưa hợp lý? Chắc các con đã nhận ra ngay đúng không nào? Đó chính là từ đáng yêu. Như cô đã phân tích ở bài tập số 1, tùy vào đối tượng cụ thể, chúng ta sẽ lựa chọn từ ngữ sao cho phù hợp. Từ đáng yêu là từ phù hợp để miêu tả nụ cười của một em bé, chứ không phải một bà cụ phải không nào? Vậy nếu là con sẽ thay thế từ đáng yêu bằng từ ngữ nào thì phù hợp với câu văn này? Cô gợi ý nhé, chúng mình có thể thay thế bằng từ đôn hậu hoặc từ hiền hậu.
Quan sát cụ già trong bức ảnh, chúng ta thấy dù da đã nhăn nheo, sạm đen vì những mưa nắng vất vả của cuộc sống mưu sinh, dù cho tóc đã bạc trắng cả một mái đầu, thì trên gương mặt ấy, nụ cười mang vẻ hiền từ, nhân hậu vẫn làm toát lên vẻ đẹp cuốn hút của bà cụ, phải không nào? Và chính vẻ đẹp bình dị đó đã thu hút nhiếp ảnh gia người Pháp thực hiện bức ảnh này. Nhân vật trong bức ảnh chính là một bà lão làm nghề lái thuyền ở Hội An đấy các con ạ. Chúng mình hãy nhớ, tùy thuộc vào đối tượng cụ thể mà mình lựa chọn từ ngữ sao cho phù hợp. Chúng ta sẽ cùng đến với câu thứ hai. Núi rừng Tây Bắc thật hùng vĩ. Trong câu này, bạn đã sử dụng rất hợp lý từ hùng vĩ để miêu tả vẻ đẹp rộng lớn gây ấn tượng của núi rừng Tây Bắc, phải không nào? Học tập cách viết của các bạn, cô tin rằng các con sẽ viết được rất nhiều câu văn hay để thể hiện vẻ đẹp của thiên nhiên, cảnh vật và vẻ đẹp của con người. Để kiểm tra xem chúng mình đã nắm chắc nội dung của bài học chưa, cô và chúng mình cùng tham gia một trò chơi nhé. Trò chơi mang tên Ai nhanh ai đúng. Đây là một trò chơi rất quen thuộc với các con rồi đấy. Các con hãy đọc kỹ và thực hiện những yêu cầu của trò chơi nhé. Ngay bây giờ, chúng ta sẽ bắt đầu với câu đầu tiên. Câu 1. Nối từ với ảnh tương ứng. Trên màn hình xuất hiện 4 bức ảnh. Tương ứng với 4 bức ảnh là 4 từ: trong veo, lung linh, huy hoàng, xanh tươi. Hãy nhanh chóng nối từ với ảnh tương ứng nào. 5 giây suy nghĩ bắt đầu. Đã hết thời gian suy nghĩ, cô tin rằng câu hỏi này không làm khó các con, phải không nào? Chúng mình cùng chữa đáp án nhé. Bức ảnh thứ nhất, cô nối với từ huy hoàng. Bức ảnh thứ hai, chụp những giọt sương đọng trên những nhánh hoa cỏ. Và từ trong veo là từ phù hợp để miêu tả vẻ đẹp của bức ảnh này. Nhìn vào màu sắc chủ đạo của bức ảnh số 3, chúng ta dễ dàng nhận ra từ xanh tươi là từ phù hợp để miêu tả vẻ đẹp của bức tranh này. Và từ lung linh là từ còn lại, cô sẽ nối với bức ảnh số 4 để miêu tả vẻ đẹp của ánh sáng trong bức tranh này. Bây giờ, chúng ta sẽ chuyển sang câu thứ 2 nhé. Câu 2, chọn từ thích hợp với ảnh. Các con lưu ý, trong các bức ảnh ở bài 2, các con có thể lựa chọn nhiều từ ngữ phù hợp với bức ảnh đó. Bức ảnh thứ nhất, chụp một cô gái trong tà áo dài thướt tha với các từ duyên dáng, khôi ngô, xinh đẹp, đẹp lão, tươi tắn. Bức tranh thứ hai, chắc các con đều nhận ra nhân vật Nguyễn Hiền trong câu chuyện Ông Trạng Thả Diều chúng ta học từ kỳ 1 rồi, phải không nào? Nhân vật này có những nét đẹp tâm hồn, tính cách nào? Các con cùng lựa chọn trong những từ sau: thông minh, ham học, độ lượng, chịu khó, thật thà. Nào, chúng mình cùng thực hiện yêu cầu của câu 2. Thử xem bạn nào tìm ra đáp án nhanh nhất nhé. 5 giây suy nghĩ bắt đầu. Đã hết thời gian suy nghĩ rồi, chúng mình cùng kiểm tra đáp án nhé. Ở bức tranh thứ nhất, cô gái với vẻ duyên dáng, xinh đẹp, tươi tắn, chắc hẳn bạn nào cũng nhận ra, phải không nào? Ở bức tranh thứ hai, Trạng Nguyên Nguyễn Hiền có những phẩm chất tốt đẹp sau: thông minh, ham học, chịu khó. Chính những điều này đã giúp ông trở thành Trạng Nguyên nhỏ tuổi nhất nước ta khi mới 13 tuổi. Chúng ta sẽ cùng nhau chuyển sang câu thứ ba nhé. Câu 3. Trong dãy từ sau, từ nào không giống với từ còn lại? Cô có các từ lộng lẫy, mộc mạc, kỳ vĩ, xinh xắn. Thời gian suy nghĩ bắt đầu. Trong dãy từ này, chắc hẳn các bạn đều nhận ra từ kỳ vĩ là từ không giống với ba từ còn lại. Ba từ lộng lẫy, mộc mạc, xinh xắn là những từ vừa dùng để chỉ vẻ đẹp của thiên nhiên cảnh vật, vừa dùng để chỉ vẻ đẹp của con người. Trong khi đó, từ kỳ vĩ chỉ dùng để miêu tả vẻ đẹp của thiên nhiên cảnh vật. Qua ba câu hỏi của trò chơi này, nếu như bạn nào có đáp án chính xác thì cô chúc mừng con vì con đã nắm bài rất tốt. Còn bạn nào câu trả lời của mình chưa như mong muốn thì cũng không sao cả nhé. Các con hãy xem lại bài học ngày hôm nay. Chúng ta đã được biết đến rất nhiều từ ngữ thuộc chủ đề cái đẹp. Cô hy vọng rằng chúng ta biết cách sử dụng và lựa chọn những từ ngữ này sao cho phù hợp với đối tượng và hoàn cảnh giao tiếp. Các con ạ,
Trong cuộc sống, hãy bớt chút thời gian nhìn ngắm và dành tình cảm thương mến. Chúng ta sẽ nhận ra biết bao điều lý thú, biết bao cảnh đẹp nên thơ của những cảnh vật, của những con người bình dị xung quanh chúng ta. Nói một lời hay, làm một việc tốt, nở một nụ cười là các con đang góp phần tô điểm cho bức tranh muôn màu của cuộc sống xung quanh chúng ta rồi đấy. Tiết học của chúng ta đến đây là kết thúc rồi. Hẹn gặp lại các con ở những tiết học sau. Chào tạm biệt các con.